Người yêu cũ có người yêu mới, bước bên tôi có tim bồi hồi. Đầu này thì chúng ta sẽ cùng kèm theo đó, chúng ta sẽ có một sợi dây rắc đắt như thế này, rắc 3.5. Tâm Việt kính chào khách quý. Vâng, xin chào các bạn đã đến với Logo Tâm Việt, đó là Sang các bạn ơi. Và ngày hôm nay Sang sẽ cùng các bạn chúng ta tìm hiểu một dòng mic. Và mic hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là mic đa năng không dây đơn mà nha. Rồi, mình sẽ đưa các bạn xem thử sản phẩm này. Rồi, đây các bạn thấy không ạ? Rồi mình sẽ đưa gần một xíu các bạn xem nhé. Rồi, các bạn thấy không ạ? Đây, như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta cùng khám phá xong bên trong chiếc hộp này, nhỏ nhỏ xinh xương này sẽ có điều gì của dòng mic này, hình ảnh sẽ ra sao và âm thanh như thế nào, chúng ta sẽ biết được ngay sau đây nhé. Và sau đây là một vài ảnh của sản phẩm. Vâng các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng các bạn cùng mở hộp ra và mình sẽ nói về phụ kiện cũng như là mic này chúng ta có những đặc điểm gì nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ nói về tên model của sản phẩm chúng ta. Thì đối với dòng mic này chúng ta sẽ có tên model là V12TU mà nhé, Micro V12TU. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem. Ok bạn ơi, và đây chính là sản phẩm mic của chúng ta. Rồi bạn thấy không ạ, đây chính là mic của chúng ta này, với thiết kế khá dài, nó suông luôn nha, nhìn nó cũng đều chứ không phải là nó dạng ở phía trên sẽ to và ở dưới nhỏ. Đây nó sẽ dạng như thiết kế cũng đều và dài như thế này. Đây chính là công tắc của chúng ta này, điều để mở mic lên. Rồi đây tên viết bên mình. Rồi chúng ta có chỗ này pin, chúng ta sử dụng pin tiểu nha. Đây pin tiểu đó, như thế này. Bên ngoài các bạn có màu, chúng ta đối với sản phẩm này chúng bên ngoài có màu là màu xám bạc như thế này, cũng rất là đẹp và rất là sang. Nhìn bên ngoài nếu từ xa có thể tưởng là kim loại đó bạn ạ, nhưng thực sự nó chỉ là nhựa thôi, giả kim loại vậy thôi. Đây còn nhựa thôi, cọc ok các bạn. Rồi như đây chúng ta có chưa mic. Ok, như đây là mic không dây. Rồi bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo, mình sẽ nói về của Zensong. Tiếp theo là USB, sạc USB của nó. Đây với sản phẩm chúng ta sẽ có USB như thế này. Đây chúng ta sẽ lấy nguồn nha, lấy nguồn và cũng là cục phát sóng ra luôn nè bạn. Đây cũng là cục phát sóng để bắt với mic luôn. Đầu này thì chúng ta sẽ cùng kèm theo đó, chúng ta sẽ có một sợi dây rắc rắc như thế này, rắc 3.5, và chúng ta sẽ ghim cái rắc này là chúng ta ghim vô cọc mic ha. Đây rắc này chúng ta chuyển đổi và ghim vô cọc mic, được chưa? Như thế này mình sẽ ghim rắc 3.5 vô đây, nó sẽ chuyển đổi như này, lấy nguồn ở đây và phát sóng ra mic của chúng ta, và chúng ta ghim này vô cọc mic của loa, được chưa? Đó thì đằng sau này chúng ta có thể gắn được USB để phát nhạc luôn rồi nha. Đây từ đây qua thông qua đây luôn, cũng rất là hay. Rồi thì cũng đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn chúng ta tìm hiểu nhanh về âm thanh, xem dòng mic này có âm thanh như thế nào các bạn nhé. Rồi bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Ok bạn ơi, mình lại quay trở lại luôn đây. Và bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nghe chiếc âm từ mic xuống loa nha bạn. À hôm nay mình sẽ hát karaoke với một dòng loa Zensong A061. Ok bạn nhé. Và muốn truy cập và muốn tìm hiểu về sản phẩm này, các bạn hãy search từ khóa, đó chính là loa Zensong A061 Tâm Việt, sẽ hiện ra nhiều video liên quan trên YouTube hoặc Google nha. Rồi ok, mình sẽ quay lại với sản phẩm mic của chúng ta. Bây giờ mình sẽ kết nối mic của chúng ta với loa này. Giờ chúng ta sẽ hát karaoke nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ kết nối dây rắc này vô cổng chuyển đổi, và chúng mình sẽ ghim cái này vô mic bạn nhé. Đó, và cái đầu rắc 3.5 này mình sẽ ghim vô đây. Ê, tính cái đầu mình phải phát tín hiệu ra mic nè. Rồi mình sẽ ghim vô đây. Đó, rắc 3.5 nhé. Và mình ghim vô cổng USB để lấy nguồn. Rồi như thế này. Rồi mình sẽ mở loa lên. Rồi mình sẽ kết nối vào Bluetooth với điện thoại của mình nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hát một bài hát người yêu cũ của người yêu mới của nhạc sĩ Phạm Hoài Nam, và mình sẽ cover lại nhé các bạn. Alo, 1, 2, 4, alo, nghe được không các bạn? Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Alo. Chiều vắng bước chân tôi lên thân bước trên con đường, một
người với mưa qua ân giá thân thuộc yêu thương. Người mới bước bên em, đôi bàn tay đang nằm chân. Người ta khẽ cười nói như chứng minh tình yêu. Người yêu cũ có người yêu mới bước bên tôi có tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới bước bên em đoạn đường đi tới. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em. Ngày mai khi nắng lên, một người sống em bây giờ. Người ta sẽ hận chặt tôi bất công vì con thương em. Ngần gian của em như là lời nhắn cho tôi rằng Sài Gòn lạt nhau là mất, kẻ người đi lối vô tình. Sài Gòn lạt nhau là mất, Sài Gòn người đi ở vô tình. Đã hát xong một bài hát ca khúc Người cũ có người yêu mới nhờ nha. Ok, thì bài này cũng hơi buồn nhưng mà mình xé bài này để có thể diễn tả được chất âm của mic xuống loa một cách dễ dàng nhất mà nha. Rồi, thì các bạn nghe âm thanh. Ok, mình sẽ tắt mic nha. Ok, thì các bạn nghe âm thanh và cũng như là chất âm rồi. Thì bạn hãy cho mình bình luận và nhận xét các bạn ở phía dưới phần mô tả video nhé. Các bạn ơi, đối với mic sản phẩm chúng ta sẽ bảo hành trong vòng 1 tháng đối với mic thôi bạn nha. Rồi, thì đến đây video của Tâm Việt giới thiệu về sản phẩm mic V12TU cũng ta đã sắp kết thúc rồi. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành. Rồi, các bạn có nhu cầu cũng như ý kiến hãy để lại số điện thoại cũng như là bình luận của bạn ở phía dưới phần mô tả video nhé. Rồi, đến đây Tâm Việt xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video mới nhất nhé. Ok các bạn. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Lo kéo Tâm Việt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com hoặc website điệnmáytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức loa kéo giúp chúng ta em hiểu hơn về loa kéo và điện máy để mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập nguyễntôn.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì khách quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo kéo Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.